Nè, coi bộ ba Phương không biết bày trò để cho cà pháo chơi rồi. Cái gì mà dạy thằng nhỏ đánh nhau vậy? Ủa, đang nấu ăn dưới mà trốn ở đây làm gì hả? Rồi thì tôi lên đây hỏi coi cà pháo thích ăn cái gì, tôi nấu thêm cho nó. Mà anh cũng đang rảnh mà, sao anh không xuống dưới phụ cứu một tay đi? Đi đi. Chê dai dai cái gì, tôi đâu có mời anh đâu. Không thích ăn thì thôi, bỏ đi. Hai người thôi đi. Nghe hai anh nói mà em no luôn rồi đó. Anh Hải đi về đi. Bữa nào anh muốn tới đây thì anh gọi trước cho em. Nếu như mà không có anh Phương thì anh hay tới. Em không thích hai anh gặp nhau rồi cứ cãi lộn như vậy đâu. Mẹ chú Hải cũng chưa ăn xong mà. Được rồi, hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ mang nó tới cho ông. Chưa cần đâu, chưa cần dùng tới cách mà bắt cóc thằng bé để uy hiếp. Em không ngờ là anh lại bày trò bắt cóc bé cà pháo. Từ đây anh đừng có lại gần mẹ con em nữa. Kỳ Cúc, nếu không em sẽ báo công an đó. Em còn non lắm, anh sẽ thay thằng Hiếu chăm sóc cho em. Anh làm cái gì vậy? Cúc, anh sao anh lại giúp bọn tôi? Anh đi ra. Cúc,